Dạ, hoa lan văn Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu hoa lan trên cả nước. Thì hôm nay ở clip uh, bán hàng này, uh, em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình uh, một cái uh, mặt hoa uh, rất là đẹp các cô chú anh chị, rất là đẹp. Đây là cây uh, thủy tiên, thủy tiên trắng, uh, thủy tiên trắng nha các cô chú anh chị. Đây là cây thủy tiên trắng. À, hay còn gọi là kiều trắng đó à, hai tên cây này là cây của Thái nha các cô chú anh chị à, của Thái làm lại chuẩn mặt hoa như à, như cái hình em giới thiệu với các cô chú anh chị mình đây là cây cái, cái à, dòng à, cho hoa xuân à, nở hoa vào mùa xuân các cô chú anh chị nở hoa vào mùa xuân À, số điện thoại của Hoa Qua Lan Quang Minh là 0908846804, địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố Tân An Long An. Thì em cũng nói sơ sơ về cái cái dòng kiều này, tức là cái dòng kiều này cái cây trưởng thành á. À, thì à, à, nó sẽ cho hoa vào mùa xuân, thì mùa xuân, mùa xuân ở à, trong cái cái à, vùng của em á À, nhiệt độ nhiệt độ là cao nắng nóng thời gian làm hoa là đúng 30 ngày thì sẽ nở hoa còn đối với cô chú anh chị mình ở khu vực mà lạnh hơn ôn đới hơn nhiệt độ nó thấp hơn thì có thể là em nghĩ nó sẽ dao động khoảng tầm 34 35 ngày gì đó. À. dòng này cũng dễ làm hoa lắm các cô chú anh chị dễ làm hoa lắm. À dòng này nói chung hoa làm hoa thì cũng tương đối à, dễ dàng. À, nó có hai cái cách làm các cô chú anh chị. Có hai cách làm. Một cách đó là phun kỳ di, à, phun kỳ di à, lên thân. Thì cái thời gian làm hoa thì à, ở cái cái à, ở khu vực miền Nam thì có thể nó là 35 ngày đó là phun là đó nha còn nếu mà à, chúng ta chọn một cái phương án khác là chúng ta khoan ví dụ như giờ cái cọng này chúng ta khoan một, một lỗ ở chỗ này à, thì à, 30 ngày là sẽ từ ngày khoan cho tới cái ngày mà à, hoa nở là ba mươi ngày này. Này, mất này. cây này là năm nay tết năm nay sẽ cho hoa này các cô chú anh chị à, thân già À. Thì à, giá bán à, nó dao động từ à, 400 350 300 các cô chú anh chị. À, thì theo à, cái giò nó lớn nó nhỏ nha các cô chú anh chị. Nói chung về dòng này nó cũng rất là dễ chăm sóc và các cô chú anh chị mình lưu ý giùm em. À, em à, đã à, nghiên cứu cái dòng này sơ sơ rồi. À thì cái dòng này là nó không chịu ăn phân phun các cô chú anh chị. Tức là mình xịt phân là chỉ xịt được cái liều nhẹ nhàng thôi. Đó, à, lỏng thôi. Còn nếu chúng ta mà phun cái liều mà cao à, theo mấy dòng kia thì nó sẽ cháy lá hết. Nó sẽ hư. Nên là cái dòng này là có phun thuốc. Phân thuốc là chỉ phun cái liều nhẹ thôi nha các cô chú anh chị. Còn đa phần là chủ yếu là tập trung vô bỏ phân gốc là là chủ lực. À, các cô chú, anh chị mình lưu ý giúp em ha Mã số 1, 400k các cô chú, anh chị Đây, các cô chú, anh chị mình theo à, Rất là khỏe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à, 9 thần à, Giả hành lớn nhỏ là 9 à, Cái thân tờ đang lên là này, Cô chú, anh chị thấy không ba cái mầm tơ phơi phới phơi phới luôn đầu năm này đem về nuôi thì cuối năm thu hoạch thôi các cô chú anh chị quá đẹp nha các cô chú anh chị mã số 1 400 k cái này em mới phun Màn cô dép hồi hôm tại ngày hôm qua chỗ em là mưa nên là hồi tối này là phun là ngừa nắm Đây, tiếp tục là mã số 2 các cô chú anh chị. Mã số 2 này cũng 400k. Thì cái mã số 2 này là nó chưa lên mầm gốc thôi. 1 2 3 4 5 6. Đây là có 7 cái cái cái, cái thân già. Nhưng mà nó chưa lên mầm gốc nha các cô chú anh chị. Cái này mà nó bật mầm gốc một phát một thì thôi nhiều lắm luôn á. Nè, đây lên được một mầm rồi nè. Nè, đây nó trốn lên luôn rồi nè. Nè, ngay chỗ nè, nè. Đó, cái này là đang chuẩn bị lên một góc. Nó lên một góc một phát một thì một rừng cây luôn. Cái này thân già hết rồi. Nè, cái này là đang có mấy thân già. Mã số 2. Giờ tiếp tục đây là mã số 3, cũng 400k. Mã số 3 thì cái mã số 3 này Đó. Thân già thì hiện tại có 1 2 3 4 5 cái thân già các cô chú anh chị 1 2 3 4 5 cái thân già. Cái này là đang chuẩn bị lên mầm gốc nha các cô chú anh chị Khoảng một tháng nữa thôi là mầm gốc nó sẽ bật lên rất là nhiều luôn á Bèo lắm cũng phải 5-6 cái à. Quá đẹp nha các cô chú anh chị, quá đẹp. Này là là nuôi từ bây giờ là cuối năm là là, là làm hoa là chơi là ngon lành là cành đào luôn các cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo đây là mã số 4 các cô chú anh chị, mã số 4 này cũng 400k nè mã số 4 thì cái cờ thân già nè. Cái thân già 1 2 3 4 5. Này nó có 6 thân già nè. À mầm gốc đang u nè, đang lên nè. Đó, mầm gốc đang lên. Đó, bên đây cũng vậy này. nè. bên đây là cái 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 cọng này nè, cái cọng này là đang u một cái mầm gốc nè. Bên đây thì nó sơ gốc nó to rồi. Chuẩn bị lên. Mã số 4, 400k luôn nha các cô chú anh chị. Mã số 4. Và dạ, tiếp tục đây là mã số 5 nè. Mã số 5, Mã số 5 này 350k, 350k. Cái đây là cái cây này đã được em trồng lại rồi, cái đó là hàng à chuẩn à, chưa có à, chưa có có trồng lại. Còn đây là những cái chậu em đã trồng lại nè. 1 2 3 4 5 nè, lớn nhỏ là có 6 thân. 350k nha các cô chú anh chị. Đó. 350k cái này nó đẻ con mạnh lắm các cô chú anh chị nó xiên lắm à, đó mã số 5 ha mã số 5 350 k và tiếp tục đây là mã số 6 nè mã số 6 này cũng 350 k nha 350 k đây hai thằng già hai thằng già còn này ba cái bầm tơ nó mới vừa lên xong này nó đang lớn nè đã dễ sợ mã số 6 350k rồi tiếp tục đây là mã số 7 các cô chú anh chị mã số 7 này cũng 350k mã số 7 đây ba cái mầm con các cô chú anh chị mình thấy nó phơi phới không để dán bằng bên 123 ba 3 cái mầm con đang phát triển rất là ok ba à, khúc thân già Nào, bên đây nó còn một mầm nữa nè các cô chú anh chị những cái mầm này là cuối năm nay là cho hoa là vô tư đó, mà số 7 ha rồi mã số 8 nè mã số 8 này cũng 350k mã số 8 đây cũng đang chuẩn bị lên mầm gốc nữa các anh chị mã số 8 1 2 3 này đang hiện tại là 4 thân à, mầm gốc này là đang chuẩn bị lên mầm gốc nha các cô chú anh chị đang chuẩn bị lên ha mã số 8 350k. Rồi, bây giờ tới mã số 9. Mã số 9 thì là 300k nha các cô chú anh chị. Mã số 9 300k. Đây, đây là các cô chú anh chị mình thấy là hai cái mầm tơ này. Đó, nó đang 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 phát rất là ok nè. Đó, hai thân già và hai cái mầm tơ. Đó, đây là hàng thuần chậu nha các cô chú anh chị. Hàng thuần chậu. Rồi, tiếp tục đây là mã số số 10 mã số 10. Mã số 10 này cũng 300k luôn các cô chú anh chị. Đây, ba cái thân già. Ba cái thân già với lại là hai cái, cái măng. Nè, một măng này. đó, hai măng. Đang phát rất là ok nha các cô chú anh chị. Rồi, mã số cuối cùng các cô chú anh chị, mã số 11 nè. Mã số 11. Mã số 11. Đây là hàng thuần chậu ha. Bỏ nó lên luôn rồi đó. Ở đây thì uh, có ba cái thân lớn ba cái thân già và hai cái, cái 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 măng nó mới vừa lên. À, mà mới vừa lên. Cây này đang phát triển rất là ok nha các cô chú anh chị. Dạ, thì vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình à, là 11 cái hình cây của kiều trắng ha thì cô chú anh chị nào mình sưu tầm thì mình liên hệ với em ha số điện thoại là 0908 846 804 địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố Tân An Long An à, xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh xin cảm ơn